Chào các bạn buổi sáng. Vi mời các bạn cùng lắng nghe một giai điệu. Xin hãy hình dung bạn đang đứng ở trong một khu vực núi với rất nhiều cây xanh bao phủ, gió mát lồng lộng và mây trắng trên cao. Bạn có cảm thấy giống như Vi không? Cảm giác chúng ta hoàn toàn được gỡ bỏ tất cả những muộn phiền lo lắng. Thân thể chúng ta bắt đầu bay lên cùng không khí, bay lên trong sự tự do như tiếng sáo kia. Chúng ta bay vút lên trời xanh, càng bay lên cao, chúng ta lại càng thấy vạn vật ôi sao đẹp quá. Những vấn đề của chúng ta sao nhỏ bé thế kia, có tí tẹo. Càng bay lên cao, chúng ta lại càng được tự do. Chúng ta tận hưởng cảm giác được ngắm nhìn, được thả lỏng, được an toàn. Có một năng lực gì đó, năng lực của sự hạnh phúc, năng lực của sự thảnh thơi, năng lực của thiên nhiên bao la rộng lớn, của tình yêu của trong lòng chúng ta. Nó đẩy chúng ta bay lên cao, bao trùm lấy chúng ta, làm chúng ta cảm thấy vừa dễ chịu, lại vừa được ôm ấp, che chở. Thật là an toàn, thật là ấm áp. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc làm sao? Cảm thấy trong tim của chúng ta vui vẻ mà không cần phải nỗ lực gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là để tình yêu thương cứ tiếp tục đẩy chúng ta bay cao lên, trôi theo dàn không khí, ngắm nhìn cảnh vật ở phía dưới xanh mướt, lấp lánh trong ánh nắng. Thế gian này đẹp biết bao. Hơi ấm của ánh sáng mặt trời, sự thơm tho của hơi gió bên xung quanh chúng ta. Thế giới được tạo ra hoàn mỹ làm sao? Chúng ta cũng được sinh ra hoàn mỹ. Chúng ta biết ơn được sống, được sinh ra. Vì nếu không, chúng ta đã luôn luôn ở cái dạng không khí, dạng tinh thần, không có thân thể, không có giác quan, thì làm cách nào chúng ta ngắm nhìn được nét đẹp của thế giới? Làm thế nào chúng ta có thể cảm nhận được vị ngon của sô-cô-la? Làm thế nào chúng ta có thể biết cảm giác được nắm lấy tay người mình yêu thương, được tiếp sức, được vỗ về, được cảm thông,
nó hạnh phúc, nó sâu lắng, nó tuyệt vời đến mấy, chúng ta biết được tất cả những khổ đau chúng ta đã phải trải qua đều là những sự thúc đẩy, đều là những cơ duyên để chúng ta có thể hiểu được lớn lên, càng lúc càng trưởng thành trong bản ngã đẹp đẽ nhất của chúng ta. Vì mời bạn, ngay lúc này, hãy hình dung chúng ta đang nắm lấy tay nhau. Tất cả chúng ta nắm chặt tay nhau trong một vòng tròn. Chúng ta bay lượn, hoàn toàn kết nối trong niềm vui được thưởng thức cùng nhau. Bạn ơi, hãy hình dung lại một giây phút. Có giây phút nào đó trong lúc cuộc sống của bạn, bạn hạnh phúc ghê gớm lắm. Hãy nhớ lại giây phút đó nha. Hãy sống lại giây phút trái tim bạn nở ra vì niềm vui. Trong giây phút đó, bạn yêu chính mình biết bao, bạn cảm ơn sự sống biết bao. Tự do được là chính mình, tự do để mắc sai lầm, tự do để khám phá cuộc sống, tự do muốn buồn thì khóc, khi vui thì cười, tự do được chọn cuộc sống. Nguyện cho tất cả mọi người đều được bình an. Nguyện cho tất cả chúng ta đều được khám phá, tìm lấy bản ngã của mình, tìm lấy bạn ơi. Bay cao lên, cùng đi ngang qua những dòng sông, cùng đi ngang qua những cánh đồng. Ngửi hương hoa, cảm nhận làn gió. Chúng ta có thể làm được mọi thứ. Chúng ta có thể làm được mọi thứ. Bình an, bình an, bình an. Tự do, tự do, tự do.